Trường Hợp mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết các tỉnh thành. Sau đây là dự báo tình hình thời tiết ở các thành phố lớn trong cả nước vào ngày mai 15 tháng 3 năm 2019. Ở thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều và đêm nay gây ra mưa rào và rải rác có dông, ở thủ đô Hà Nội ngày mai bắt đầu trở rét, trời có mưa rào và nhiều mây, độ ẩm không khí vào khoảng 80%, nền nhiệt dự kiến sẽ giảm đáng kể, dao động từ 18 cho đến 22 độ C. Ban ngày trời se lạnh và ban đêm thì rét, do đó hãy chú ý giữ ấm cơ thể bằng một chiếc áo khoác khi đi ra ngoài nhé. Ở Hải Phòng vào ngày mai, trời nhiều mây, có mưa rải rác, cần đề phòng và có những biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp khi bắt gặp những cơn gió mạnh, sét và dông. Cộng thêm gió đưa hơi nước vào đất liền nên độ ẩm không khí cao vào khoảng 94%. Đây là thời điểm thích hợp cho các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở, do đó chúng ta nên đảm bảo sức khỏe bằng cách vệ sinh cá nhân, rửa tay chân với xà phòng thường xuyên hơn cũng như bổ sung vitamin C cho cơ thể. Trời thì cũng trở rét như ở Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C, cao nhất 23 độ C. Thành phố Huế, do khối không khí lạnh bắt đầu di chuyển xuống phía Nam gây ảnh hưởng, nên thành phố Huế ngày mai trời có mây và mưa rào sau chuỗi ngày nắng, độ ẩm không khí vào khoảng 85%. Nền nhiệt so với phía Bắc thì có cao hơn, dao động ở mức 21 đến 29 độ C. Ở Đà Nẵng vào ngày mai vẫn chưa có mưa, trời tiếp tục nhiều mây làm cho ánh nắng trở nên dịu lại. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, độ ẩm không khí vào khoảng 80%, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 độ C, cao nhất 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày mai vẫn tiếp tục không khí có phần oi bức với nhiệt độ vào khoảng từ 25 độ C vào ban đêm và ban ngày cao nhất lên đến 33 độ C. Trời nắng có ít mây cộng thêm độ ẩm thấp chỉ vào khoảng 50% nên càng khiến cho chúng ta cảm thấy khô hanh hơn. Hãy nhớ là bổ sung nước cho cơ thể để tránh cảm cúm quý vị nhé. Ngày mai ở Cần Thơ, thời tiết không có nhiều khác biệt so với thành phố Hồ Chí Minh do vị trí địa lý không quá xa nhau. Không khí vẫn khá nóng bức, trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C và độ ẩm không khí cũng chỉ nằm ở khoảng 52%. Cuối cùng là thời tiết tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngày mai, Phú Quốc vẫn chung khối không khí nóng bức với các tỉnh khu vực Nam Bộ, nền nhiệt ngang bằng với thành phố Cần Thơ từ 24 đến 33 độ C. Dù không có mưa, tuy nhiên do bao quanh bởi biển nên độ ẩm không khí có tăng hơn vào khoảng 67%. Vừa rồi là những thông tin thời tiết ở một số tỉnh thành trong cả nước vào ngày mai 15 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.